Xin chào tất cả các anh chị đang sử dụng giáo trình Editor AA. Ở trong Unity 3 có một cái phần tập nghe, một cái phần audio, và cái phần tập nghe này nó có đề tựa là a table. Table có nghĩa là một cái bàn, và ở đây chúng ta hiểu là một cái bàn ăn, une table à manger, bàn để ăn chứ không phải là một cái bàn bất kỳ. Và chúng ta hiểu cái bàn ăn này là ở trong một quán cà phê hay là trong một nhà hàng ăn uống, chứ không phải là trong gia đình riêng lẻ ở một chỗ khác. Như vậy cái bài này sẽ đề xuất cho chúng ta ba mẫu đối thoại nhỏ giữa một người thực khách đi vào trong một quán cà phê hay là một trong quán ăn với cái người phục vụ. Để trước hết chúng ta để ý, ăn cà phê có thể là một ly cà phê. Khi chúng ta đi vào một trong quán cà phê, chúng ta muốn gọi một cốc, một ly, một tách cà phê, thì chúng ta nói một cách đơn giản là ăn cà phê s'il vous plaît. Thế là người ta hiểu và người ta dọn ra cho mình. Nhưng ở đây chúng ta hiểu ăn cà phê đây là một quán cà phê. Và nếu chúng ta muốn nói đây là một quán cà phê có quy mô nhỏ, chỉ có cô chủ quán, có cái anh chủ quán và một số các cái bàn nhỏ nhỏ, thì chúng ta thêm tính từ petit, un petit café, một quán cà phê bé bé, nhỏ nhỏ. Un restaurant là một cửa hàng ăn uống, nói một cách chung chung. Và nếu chúng ta muốn nói đây là một cửa hàng ăn uống nhỏ, có quy mô nhỏ, chỉ có người bán hàng và một vài ba cái bàn, thì chúng ta gọi un petit restaurant. Và đây là trường hợp của rất nhiều cửa hàng ăn uống ở Việt Nam chúng ta, chỉ có một người bán hàng, một người chủ quán và một số các cái bàn, và người chủ quán sẽ tự phục vụ cho khách hàng. Nhưng nếu chúng ta đi vào trong một quán cà phê có quy mô khá lớn, nếu chúng ta đi vào trong một quán ăn, restaurant có quy mô khá lớn, có nhiều bàn, có nhiều thực khách, thì chúng ta phải biết gọi cái người phục vụ đó. Nếu không chúng ta sẽ có thể chúng ta sẽ phải ngồi chờ khá lâu. Thì chúng ta gọi như thế nào? Thì cái người phục vụ trong một quán cà phê lớn hoặc là một cửa hàng lớn đó, ở phái nam chúng ta gọi là un serveur, ở phái nữ chúng ta gọi là une serveuse. Và chúng ta để ý cách phát âm ở cái âm tiết cuối này, để cho phân biệt là phái nam hay phái nữ. Un serveur, une serveuse, phái nam và phái nữ. Đây là một nghề, và cái nghề này thường thường ở bên Pháp là phải được đào tạo ở trong một cái trường dạy nghề, rồi đi ra phục vụ trong các quán cà phê hay trong các cái nhà hàng như thế này. Nhưng nếu chúng ta gặp trong các cái sách cũ, trong một số sách vở cũ, thì ta có thể cái người phục vụ serveur này là người ta có thể gọi là un garçon de restaurant, một người phục vụ trong cửa hàng ăn, hoặc là un garçon de café. Garçon nghĩa đầu tiên là một đứa bé trai, ở trong tiếng Anh gọi là a boy, một đứa bé trai. Còn bé bé ở đây không có nghĩa là một đứa bé trai, bởi vì cái người này thường thường là phải chững chạc, phải đứng tuổi, thậm chí là phải là người trung niên nữa mà vẫn gọi là garçon. Thì bây giờ người ta không gọi là garçon nữa, người ta thấy cái chữ garçon này nó không có nhã nhặn lắm, và người ta gọi một cách khác. Thì bây giờ chúng ta phải gọi như thế nào? Trong một quán ăn có nhiều thực khách, có nhiều bàn, mà nếu chúng ta muốn gọi cái người phục vụ này thì có hai cách. Cách thứ nhất, nếu khi chúng ta đi vào bàn ăn rồi cái người phục vụ đó thấy mình đi vào, họ tiếp cận tới mình, họ đi gần tới chỗ mình, thì đương nhiên là hai bên chào nhau bình thường. Có thể người ta chào mình trước, có thể mình chào người ta trước. Thường thường là người ta chào mình trước, bonjour, rồi mình chào lại, bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour mademoiselle. Nhưng mà đa phần chúng ta gặp là bonjour monsieur là một người đàn ông, hoặc là bonjour mademoiselle là một cô gái trẻ. Ít khi chúng ta gặp một bà phụ nữ trung niên đi làm cái công việc này trong một nhà hàng. Bonjour monsieur, bonjour mademoiselle, đó là một cách đơn giản. Khi người ta tới gần với mình thì mình chào qua chào lại, rồi mình nói cái ý muốn của mình ăn gì, mình uống gì. Nhưng nếu đây là một quán cà phê hoặc là một cửa hàng ăn uống đang bận rộn, có nhiều thực khách và người phục vụ này phải đi làm nhiều công việc chỗ này chỗ kia, thì chúng ta phải gọi bằng cách như thế nào? Chúng ta không dùng chữ garçon, chúng ta không có la lớn lên là chữ garçon, mà chúng ta chờ cho người đó đi gần tới mình. Đi gần mình, nếu mà đứng xa quá thì không tiện, chúng ta hét to lên thì không được. Người ta đi có vẻ gần chỗ mình thì mình giơ tay lên, mình nói s'il vous plaît. Thì cái người kia họ nghe như vậy, công việc của họ thì họ hiểu, họ đang đi qua gần chỗ đó, họ nghe có chữ s'il vous plaît và họ quay lại, họ thấy mình đang giơ tay thì họ tới, họ chào mình, rồi chúng ta sẽ nói cái ý muốn của mình. Như vậy ở trong một quán cà phê hay là một nhà cửa hàng ăn uống mà có quy mô lớn, chúng ta muốn gọi, kêu gọi cái sự chú ý của người phục vụ, của cái người server hay server này, chúng ta có hai cách. Nếu họ đứng gần, họ tới, họ gặp mình trước một cách trực tiếp thì bonjour. Còn nếu họ đi gần, họ không thấy mình, họ đang làm cái công việc khác, thì mình giơ tay lên s'il vous plaît.
Qua ba bài đối thoại ngắn sau đây, chúng ta sẽ học cách đi vào trong một quán ăn, đi vào trong một quán nước thì chúng ta gọi thức ăn thức uống như thế nào, rồi chúng ta hỏi giá cả tính tiền như thế nào. Dialogue là đối thoại giữa hai người. Và trong dialogue số 1 là cuộc đối thoại giữa một cô hay là một bà khách hàng, la cliente, và một người phục vụ phái nam, le serveur. Garçon, s'il vous plaît. Oui. Un café et un verre d'eau, s'il vous plaît. Voilà, madame. Attention, la tasse est chaude. Merci. Je peux avoir du sucre et une cuillère? Oui, bien sûr. Voilà. Merci. Combien je vous dois? 1,40 €. Và ở đây chúng ta thấy cái cô khách hàng, cái bà khách hàng này gọi là garçon, và chúng ta cũng đã được căn dặn ở ngay đầu bài, bây giờ người ta không còn gọi là chữ garçon này nữa, mà nếu là đây một người phái nam thì chúng ta gọi là monsieur s'il vous plaît. Ở đây người ta không hạn chế, không dùng chữ garçon. Garçon s'il vous plaît. Này ông ơi. Oui, un café et un verre d'eau s'il vous plaît. Cho tôi một ly cà phê và một ly nước. Un café là một tách cà phê, un verre d'eau một ly, một cốc nước. Un verre, và nếu chúng ta nói cái dung lượng, cái chất chứa ở bên trong thì un verre d'eau hoặc là một ly sữa, un verre de lait, vân vân. Cho tôi một cà phê và một ly nước, s'il vous plaît. Voilà, madame, và chúng ta dùng chữ voilà khi mình đưa, mình phục vụ ra cái món ăn, cái thức uống, thì ở tay mình đưa và miệng mình nói, voilà, madame. Attention, la tasse est chaude. Xin coi chừng, attention là coi chừng. Chú ý, la tasse est chaude. La tasse là một cái tách. Ở đây chúng ta hiểu cái cà phê này là được phục vụ ra ở trong một cái tách. Một cái tách cà phê chúng ta thường dùng une tasse de thé, một tách trà. Une tasse de café, một tách cà phê. Coi chừng cái tách cà phê nó đang còn nóng. La tasse est chaude. Merci, je peux avoir du sucre et une cuillère. Dạ cảm ơn, tôi có thể có một ít đường và một cái thìa, một cái muỗng không? Sucre là đường, đường để cho vào cà phê. Rồi cuillère là một cái thìa, một cái muỗng. Ở đây chúng ta thấy du sucre là có chữ de lơ, bởi vì cho một ít đường thôi. Còn cái thìa, cái muỗng thì đưa một cái. Ở đây dùng article participe, ở đây dùng article indéfini. Oui, bien sûr, dĩ nhiên là được rồi, voilà. Vẫn voilà là khi chúng ta đưa cái vật dụng nó ra thì tay thì đưa, miệng thì nói. Voilà. Cảm ơn. Merci. Combien je vous dois? Combien je vous dois? Còn có thể nói ngược lại là combien vous dois-je? Combien je vous dois là nói xuôi. Combien vous dois-je là nói theo cái cách hỏi của nghi vấn. Bởi vì đây là một từ nghi vấn. Hai cách này đều có ý nghĩa giống nhau, giống hệt nhau. Động từ devoir. Nhóm 3, devoir quelque chose à quelqu'un, nợ ai một cái gì, thiếu nợ ai một cái gì. Ở đây chúng ta hiểu theo một cái nghĩa khác là sau khi chúng ta gọi thức ăn, thức uống là cái ly cà phê, ly nước, rồi đường, rồi cái muỗng, thì chúng ta hỏi là tôi nợ ông bao nhiêu, tức là hết tất cả là bao nhiêu tiền. Các cái thức uống này mà chúng ta vừa mới gọi, hết tất cả là bao nhiêu tiền. Mình theo nghĩa đen là tôi nợ ông bao nhiêu tiền, bởi vì người ta đã dọn ra cho mình mà mình chưa trả tiền thì tức là mình mắc nợ. Thì người phục vụ nói là 1,40 €. 1,40 € viết ra là như thế này, và chúng ta phải đọc nối 1,40 €. 1,40 €. 1,40 € cho một ly cà phê. Chúng ta thấy cái tasse là một cái tách, thì thường thường có một cái đĩa nhỏ để kê ở bên dưới cho nó lịch sự và cũng để là cho nó sạch, thì gọi là une sous-tasse. Sous là bên dưới, một cái đĩa nhỏ đặt ở bên dưới cái tách, nó thường thường đi một bộ với nhau. Garçon, s'il vous plaît. Oui, un café et un verre d'eau, s'il vous plaît. Voilà, madame. Attention, la tasse est chaude. Merci, je peux avoir du sucre et une cuillère? Oui, bien sûr. Voilà, merci. Combien je vous dois? 1,40 €. Qua mẫu đối thoại thứ hai thì chúng ta thấy là đi vào trong một cái nhà hàng ăn uống, dialogue số 2, và đây là cuộc nói chuyện giữa một người phục vụ nam, le serveur, và một khách hàng phái nam, le client. Khách hàng phái nữ là
La cliente, khách hàng phái nam là le client. Bonjour, je peux prendre les commandes? Oui, moi j'ai très faim. Une formule s'il vous plaît. La salade en entrée et le plat du jour. C'est quoi? Aujourd'hui, c'est du poisson. Parfait. Alors, la salade et le plat du jour. Bien. Et pour vous, madame, qu'est-ce qu'il y a dans le gazpacho? Des tomates, des concombres et des poivrons, de l'ail, un peu d'huile, du vinaigre et du sel. Il y a beaucoup de poivrons? Non, c'est parfait. Je prends un gazpacho. Et comme plat, le steak frites, s'il vous plaît, et une carafe d'eau. C'est noté. Et en dessert? Ah oui, moi, je voudrais de la mousse au chocolat, s'il vous plaît. Et pour moi, des fraises, merci. Và chúng ta thấy trong câu chuyện này thì có một người phục vụ phái nam, le serveur, và hai người khách hàng. Một người phái nam, le client, và một người phái nữ, la cliente. Bonjour, je peux prendre les commandes. Je peux là động từ pouvoir, là tôi có thể, prendre là lấy, tôi có thể lấy cái đơn đặt hàng không? Une commande là đơn đặt hàng. Đơn đặt hàng đây là tức là mình gọi cái món ăn á, tôi gọi cái món này, tôi gọi thức uống kia. Ở trong các công ty là đơn đặt hàng để các cái hàng sản xuất. Une commande, động từ là commander quelque chose, đặt hàng một cái gì. Người phục vụ nói với người thực khách, xin chào, tôi có thể lấy cái đơn đặt hàng, tức là tôi có thể lấy những cái món mà quý khách muốn ăn không? Oui, moi, j'ai très faim. Avoir faim là đói. Chúng ta có thể để trạng từ très vào ở giữa, và đây là trường hợp đặc biệt, bởi vì đứng trước một danh từ. J'ai très faim, j'ai très soif, j'ai très chaud, j'ai très froid, vân vân và vân vân. Đây là trường hợp đặc biệt. Chúng ta có thể chèn adverb vào để đứng trước một danh từ. Thông thường không được để adverb đứng trước danh từ, nhưng trong trường hợp này được phép. Được. Ok, hỏi là tôi có thể lấy cái đơn đặt hàng được không? Được. Tôi thì tôi rất đói. Tôi lấy một cái thực đơn. Une formule có nghĩa giống như là un menu, gồm có một món khai vị, entrée, rồi kế tiếp một món chính, plat, rồi một món tráng miệng. Một thực đơn nó gồm có những cái này. Và une formule cũng là như vậy. Một cái formule, một cái thực đơn, s'il vous plaît. Đây là một formule cho bữa ăn trưa gồm có 3 thành phần. Một món khai vị, đây là gazpacho, rồi một món chính và món dessert, món tráng miệng, và có giá là 23 euro. La salade en entrée, để cho cái món khai vị thì tôi chọn cái món rau trộn. La salade là các loại rau tươi trộn với dầu giấm và có thể thêm một số các cái gia vị khác, gọi là une salade, để mà ăn khai vị. Rồi tới le plat du jour, tới cái món ăn ở giữa, món ăn chính, plat du jour thì là món gì? Ở đây chúng ta thấy plat du jour được dịch là một món chính ở trong thực đơn. Ở trong cái thực đơn này có 3 món, có 3 bộ phận. Thì cái món chính này được thay đổi hàng ngày, do đó người ta thêm chữ plat du jour. Hôm nay ông chủ nhà hàng nấu món này, ngày mai ông ta sẽ đổi một món khác để cho nó đa dạng. Và hôm nay là món gì? Cái người khách hỏi như vậy. Aujourd'hui c'est du poisson. Hôm nay là món cá. Parfait, như vậy là rất là tốt. Alors la salade et le plat du jour. Như vậy cho tôi một món khai vị là món rau trộn, kế tiếp là món cá, plat du jour. Ở đây chúng ta để ý là khi người phục vụ hỏi là quý khách đã có sẵn sàng đặt hàng chưa, thì người khách hàng nam trả lời oui, moi, j'ai très faim. Tại sao để chữ moi? Như ở bên dưới chúng ta đã thấy, bởi vì cái cặp thực khách này là đi hai người, một người nam, một người nữ. Tôi thì tôi rất là đói, còn người kia, người phụ nữ, người kia. Và chúng ta tới đây chúng ta có thể suy luận đây là một cặp vợ chồng. Một cặp vợ chồng đi vào trong một cửa hàng ăn uống, một restaurant, thì ông chồng nói là anh đói lắm, cho tôi một cái thực đơn, tôi ăn những món này, rồi tới người kia. Còn nếu đi một cặp tình nhân, một cặp hai người nam nữ đang yêu nhau, thì người ta thường thường không nói này. Người ta sẽ để cho người phụ nữ chọn trước. Em cần ăn cái gì, em thích ăn cái gì, để cho người phụ nữ chọn trước, rồi người phái nam chọn sau. Ở đây là vợ chồng đi thì nói một cách cho nó thực tế. Anh đói quá, anh sẽ ăn một cái thực đơn ở trong cửa hàng này, và có những cái món này. Bonjour, je peux prendre les commandes?
Oui, moi, j'ai très faim. Anh thì anh đói lắm. Une formule. Formule là cái nghĩa đầu tiên là công thức hóa, công thức toán, các công thức về khoa học đó. Nhưng ở đây người ta không gọi là công thức, người ta gọi là thực đơn, và cái chữ này dùng có thể dùng lẫn lộn với chữ menu. Như chúng ta vừa nói, menu gồm có ba thành phần, một món khai vị là entrée, một món chính là món plat, và cuối cùng một món tráng miệng là dessert. Chữ formule là giống như là menu. Une formule s'il vous plaît, la salade en entrée. En entrée là để dùng cho món ăn khai vị. Và chúng ta thấy chữ entrée này nó cùng gia đình với động từ entrée là đi vào. Entrée là danh từ, entrée là lối vào, là cửa vào. Đây là món dẫn vào một cái bữa ăn. Le plat du jour, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est du poisson. Poisson là con cá. Parfait. Alors, la salade et le plat du jour. Parfait là hoàn hảo, là rất là tốt. Alors là vậy thì, tức là đưa ra một cái quyết định đó. Như vậy thì cho tôi cái món rau trộn và cái món plat du jour, cái món chính của ngày hôm nay. Người phục vụ, le serveur, vừa mới hỏi người thực khách nam xong, bây giờ quay qua hỏi qua người thực khách nữ. Bien, tốt lắm. Et pour vous, madame? Thế còn bà cần cái gì? Bà ăn món gì? Bà khách hàng nữ. Qu'est-ce qu'il y a dans le gazpacho? Trong món gazpacho có những cái thành phần gì? Gazpacho là một danh từ ở tiếng Tây Ban Nha và có nghĩa là tên của một món súp nổi tiếng của Tây Ban Nha. Món súp này chúng ta sẽ coi bên sau nó có những thành phần gì. Và món súp này thường thường được ăn nguội, ăn lạnh và ăn vào mùa hè. Bởi vì mùa hè rất là nóng, người ta thường ăn cái món gazpacho này. Người phục vụ sẽ giải thích. Trong cái món gazpacho có des tomates, cà chua, des concombres, dưa leo, des poivrons, ớt chuông, de l'ail, tỏi, un peu d'huile, một ít dầu ăn, huile là dầu ăn, du vinaigre, vinaigre là giấm, et du sel là muối. Đó là những thành phần ở trong cái món gọi là gazpacho. Bà khách hàng nghe như vậy thì hỏi, il y a beaucoup de poivron, trong món gazpacho của nhà hàng có quá nhiều, có rất nhiều ớt chuông không? Non, không có quá nhiều. C'est parfait. Je prends un gazpacho. Như vậy rất là tốt. Tôi sẽ chọn một cái món gazpacho. Et comme plat, le steak frites, s'il vous plaît. Et une carafe d'eau. Bởi món gazpacho là món entrée. Còn cái món chính thì tôi chọn một món thịt bò beefsteak ăn với khoai tây. Steak này là danh từ tiếng Anh, thịt bò. Và frites là danh từ tiếng Pháp. Participe của động từ frire là chiên rán. Ở đây chúng ta hiểu ngầm là frites là khoai tây được chiên, được rán. Steak frites, hai từ này luôn luôn đi với nhau. Ăn thịt bò thì phải có khoai tây chiên. Et une carafe d'eau là một bình nước lạnh, một bình nước trắng để uống khi trong khi ăn. C'est noté. Et en dessert, noté là participe của động từ noté. Noté là ghi chép. Khi người ta đặt những cái món hàng như thế này thì cái người phục vụ ghi vào trong một cái tờ giấy, một cái sổ tay để đừng có quên, để đừng có lẫn lộn với các cái món khác. C'est noté. Dạ, được ghi rồi, tôi đã ghi rồi. Et en dessert, thế còn ăn tráng miệng? À oui. Bây giờ người khách hàng nam với sực nhớ là chưa có đặt cái món tráng miệng. À oui. À đúng rồi. Moi, je voudrais de la mousse au chocolat, s'il vous plaît. Tôi thì tôi chọn cái món mousse au chocolat. Mousse au chocolat là tên của một món tráng miệng làm từ sô-cô-la và làm với lòng trắng trứng. Lòng trắng trứng người ta đánh lên thì nó nổi lên, nó rất là bồng, nó rất là nổi lên, nó nổi to lên. Người ta gọi là mousse au chocolat. Còn người phụ nữ thì chọn et pour moi des fraises, merci. Còn tôi thì tôi chọn những cái quả dâu tây. Bonjour, je peux prendre les commandes? Oui, moi, j'ai très faim. Une formule, s'il vous plaît. La salade en entrée et le plat du jour. C'est quoi? Aujourd'hui, c'est du poisson. Parfait. Alors, la salade et le plat du jour. Bien. Et pour vous, madame, qu'est-ce qu'il y a dans le gazpacho? Des tomates, des concombres et des poivrons, de l'ail. Un peu d'huile, du vinaigre et du sel. Il y a beaucoup de poivrons? Non. C'est parfait. Je prends un gazpacho. Et comme plat, le steak frites, s'il vous plaît. Et une carafe d'eau.
c'est noté. Et en dessert, ah oui, moi, je voudrais de la mousse au chocolat, s'il vous plaît. Et pour moi, des fraises, merci. Trong này, trong cái món gazpacho, người phục vụ đã giải thích nó có những cái thành phần như thế này. Và chúng ta để ý, đây là hầu hết là các cái thực vật, tomat là cà chua, côm là dưa leo. Và chúng ta để ý khi phát âm ký từ M thì phát âm là N, bởi vì đứng trước B. Khi đứng trước B và P thì ký từ M được phát âm như là N. Do đó chúng ta tưởng tượng như là có hai chữ N, de concombre, dưa leo, de poivron, de lai, lai là tỏi. Và danh từ này không đếm được, do đó người ta dùng de lai cho tôi một ít tỏi, un peu d'huile. Muối cũng như vậy, muối người ta xin một ít muối. Ở trong cái món này có muối, tức là có một ít, một thành phần ít, du sel. Qua bài thứ ba, chúng ta thấy đây một câu đối thoại rất là ngắn ngủi giữa một người phục vụ nữ và hai khách hàng nam. Khách hàng thứ nhất, client A, và khách hàng thứ hai, client 2. Cô phục vụ nói như thế này: Et voici deux petits déjeuners. Merci et l'addition, s'il vous plaît. Oui, voilà, 13,90 €. On laisse un pourboire pour la serveuse. Tu penses combien? Je ne sais pas, 2 €. D'accord. Như vậy, chúng ta hiểu ngầm là phía trước có những cái câu cuộc trao đổi, có những cái câu nói giữa người phục vụ và khách hàng rồi. Và bây giờ, tới lúc người phục vụ mang ra cái món mà hai khách hàng đã đặt, tức là hai phần ăn điểm tâm. Et voici deux petits déjeuners. Hai bữa điểm tâm, hai phần điểm tâm. Le petit déjeuner là bữa điểm tâm, bữa ăn sáng. Bữa ăn trưa là le déjeuner. Bữa ăn tối là le dîner. Và đây là ba bữa ăn chính ở trong một ngày. Les trois repas de la journée. Les trois repas de la journée. Đó là le petit déjeuner. Le déjeuner. Le dîner. Và hai người khách hàng này, người khách hàng thứ nhất và người khách hàng thứ hai, đi vào trong một quán ăn để ăn sáng và người đã được phục vụ ra hai phần ăn sáng. Et voici deux petits déjeuners, không phải là hai bữa ăn sáng, hai phần. Merci et l'addition, s'il vous plaît. L'addition, ý nghĩa đầu tiên là tính cộng, một trong bốn phép tính cơ bản. Cộng trừ nhân chia, đây là tính cộng, l'addition. Nhưng l'addition ở trong các cái nhà hàng, các cái nơi ăn uống thì có nghĩa là phiếu ghi số tiền tiêu phí trong quán nước hay trong nhà hàng. Người ta vào một quán nước hay vào trong một nhà hàng, thường thường ta ăn cái này, uống cái kia, rồi cuối cùng đưa ra một cái tờ gọi là tờ ghi số tiền đã gọi, đã tiêu ở trong cái nhà hàng hay quán nước đó, gọi là l'addition. Và đây người khách hàng thứ nhất yêu cầu: cảm ơn rất nhiều và cho tôi xin cái tờ tính tiền, s'il vous plaît. Cô phục vụ nói: Oui, voilà, voilà là đưa cái tờ tính tiền, đưa cái tờ addition đó và nói 13,90 €, 13,90 € viết ra như thế này và chúng ta sẽ đọc như sau: 13,90 €, 13, có cái phần đọc nối, 13,90 €. Và khi viết ra chúng ta để ý 80 là 80 thì phải có S, nhưng nếu mà 90 nó có một con số đi sau 80 thì cái chữ V này không có S. Chúng ta nhắc lại, con số 80 là 80, 80 này thì ở đây phải có S bởi nó là 80, nhưng nếu là 81 đổ lên nó có một cái con số ở phía sau thì cái chữ V này, con số V này không còn chữ S nữa, nó mất đi, do quy tắc là khi chữ V này phía sau còn một con số nữa thì không có S. 13,80 €. Rồi người khách hàng thứ nhất nói, đây là nói nhỏ thôi, nói một cách khẽ khẽ, nói với cái người đi cùng là khách hàng thứ hai, là cái ông khách thứ hai, người bạn của mình á: On laisse un pourboire pour la serveuse. On là tụi mình, chúng mình để lại, laisser để lại một chút tiền pourboire cho cô phục vụ chứ. Pourboire là một danh từ ghép bởi chữ pour và boire. Pour là để mà. Người khách hàng thứ nhất nói nhỏ, nói khẽ khẽ với người khách hàng thứ hai: On laisse un pourboire pour la serveuse. On đây là chúng ta, là chúng mình. Chúng mình để lại, động từ laisser, chúng mình để lại một ít tiền bo, chúng ta người Việt Nam gọi là tiền bo đó, cho cô phục vụ chứ. Chúng ta để ý chữ pourboire gồm có hai thành phần: pour là để mà,
boire là để uống, gọi là tiền trà nước đó, là cái tiền tặng thêm cho người phục vụ ngoài cái tiền phục vụ chính. Cái tiền phục vụ chính có ghi ở trong l'addition, và bây giờ người ta cho thêm bao nhiêu phần trăm để cho tặng cho cái người phục vụ này. Thì người khách hàng thứ hai hỏi, tu penses, bạn nghĩ như vậy hả? Combien, để lại bao nhiêu? Người khách hàng thứ nhất, je ne sais pas, tôi không biết là phải để bao nhiêu hết. 2 euros, 2 euros, đọc nối, 2 euro chứ, d'accord. Đây là một cái câu chuyện để người ta tạo ra thôi. Thực sự ở trong bên phương Tây, bên châu Mỹ cũng vậy, cái tiền trả nước này nó có tính là. Và chúng ta đọc lại cái mẫu đối thoại thứ ba. Et voici deux petits déjeuners, merci, et l'addition s'il vous plaît. Oui, voilà, 13,90 €. On laisse un pourboire pour la serveuse. Tu penses combien? Je ne sais pas. 2 euros. D'accord. Xin chào tất cả mọi người.